Các tuyển thủ chỉ được ngủ 3 đến 4 tiếng sau trận đấu đã phải ra sân bay từ sáng sớm bởi chuyến bay xuất phát từ thủ đô Riyadh lúc 6 giờ 45. May mắn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là được bay thẳng về Việt Nam. Máy bay mang số hiệu VNA829 sẽ bay về sân bay Vân Đồn lúc 18 giờ 45 để trả công dân. Sau đó sẽ đưa thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đến sân bay Nội Bài, dự kiến vào lúc 20 giờ 20 tối nay. Đội tuyển Việt Nam sẽ được đưa thẳng về khách sạn trở lại với quy trình bong bóng để bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu gặp Australia vào ngày 7 tháng 9 tới.